chào cả nhà. Hôm nay có chị bạn ở chị ba với lại ở Tokyo xuống chơi đó cả nhà. Giờ ba chị em đi thu hoạch. Long mời cả nhà cùng đi chung với Long nha. Giờ cũng cuối mùa rồi đó cả nhà. Chắc ra còn cũng ít trái bầu thôi cả nhà ơi, với mướp. Kệ mình đi ra cái còn cái gì thì mình thu hoạch cái đó ha cả nhà. Giờ đi, đang trên đường ba chị em đi ra ngoài đó. Đường đây nở hoa đẹp quá trời nè cả nhà. Bữa đêm hết rồi, phải cắt cho nghe thôi chị. Dạ. Dạ được chị, không sao chứ, đừng cắt cái dây của nó. Cắt lụn cái dây. Cắt lụn cái dây đền á, đền quá, đền là sao nổi cái dây. Cắt mấy trái kia thôi chị. Đây hả? Để lớn thôi chị, còn lớn thôi phải không? Không có sao đâu chị, xuống chơi lâu cắt hết. Nghe nói, nghe nó nghe nó cảm động, xúc động luôn nè. Thì cái bộ, nhà mấy cái này nó hơi lớn nữa rồi. Chị thấy cái nhanh lớn phải. Nhanh lớn phải không? Cái nghe nó là người ta nói lớn như tế bầu tế bí mà. Nó, đây bên đây trái nó như vậy như cao như đứng. Đây đúng không? Dạ. Cái gì dễ thương ghê. Rồi, còn trái trên kia nó kìa. Cái đây đúng không? Dạ. Có cái gì vậy? Em đứng được không? Không? Được. Theo đại nó đi chị không? Cái nè, cái này nè, cái nó bằng sắt. À, đúng rồi. Đứng không sao, đúng không? Không có gãy đúng không? Không sao mà nó bằng sắt không có gãy. Vậy mà đứng cái cây đó mà gãy nữa. Cực lắm đó cả nhà ơi đó. Thấy được cái vòng cái đeo như vậy đó. Bên đây chị còn đỡ, bên em là hàng rào phải rộng tay. Em sẵn leo em hái luôn nè. Rộng tay nhìn dữ là tao mới hái được. Hết rồi, còn tới bé bé không ạ? Mấy trái, cắt hai trái đó chị. Không, trái này thôi chị. Dạ, hai trái. Nhỏ nè, muốn vậy. Chạy đi, chị cắt cái này đó hả chị? Dạ. Cái này còn nhỏ không? Dạ, cắt luôn trái đó nè chị. Này, có con sâu nè. Cái này sâu nó dẻ. Ở trên nó chắc có nữa đó nhưng mà không có thang, cao không có quá anh thi ảnh mới hái được. Nhưng mà cái này có leo được không? Em leo coi cho. Thôi. Thôi như được rồi chị ơi, mình đi ra đây mình kiếm cái này. Cái này nguy hiểm lắm. Trái này nữa chị nè. Trái này được chị nè. Cái kia bự lắm nè kìa, có một cái lên lên nó bên trong. Đây nước bên trong nè, em hái luôn nha. Ê, đây nè. Đây nè. Ờ trời ơi sao không thấy. Đây nè, nó nước. Chị 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 cầm còn một cái nữa nó nước cái đi chị. Mày mày trốn á, mày trốn không khỏi chị đâu cưng. Đây nè. Trời ơi, nước thì mắt đã tinh dễ sợ. Trời ơi, trốn tin. Em là cái gì còn ăn là tinh lắm. Rồi đó một cái như vậy chị. Trời ơi, thấy không? Nó nè. Dòng màu vàng gì mà mấy trăm trái thì chịu rồi sao nổi không? Ai con nữa, con nữa. Con nữa. Nước nữa, nước nữa. Không, mình không nói là để nó về luôn á. Dạ. Đây nè. Nhưng mà trái này nhỏ. Rồi bữa nay đi ra đây chị ra thấy nhỏ. Dạ. Chị Giang, thấy được chị ấy, trái này nhỏ đúng không? Cuối mùa rồi mà được như vậy rồi. Trái này nhỏ có hái không? Nhưng mà phải nhớ chứ không để nó về nè. Dạ. Thì cháu nắng quá. Mình không nói là để nó về quên. Dạ. Em nói là trên đây núp luôn gì lắm trên đây nè. Rồi. Bây giờ bà con hãy vào. Bầu cuối mùa con nữa. Nhưng mà anh theo nó theo được chứ mình không có theo được. Rồi, còn ở trong kia nữa. Trên đó nó nhiều lắm. Còn ở trên này nè bắt thang leo mà hái thôi chứ sao hái tới. Cảm giác mà phát hiện được mấy trái mà nó núp đó ha. Dạ đúng rồi, giống như mình cái gì núp chị hả? Núp chị hả? Đâu biết nè hèn. Dạ. Ôi đẹp hả? Quá chừng hoa, thấy trên này hoa nhiều lắm luôn nè. Dạ quá trời luôn á. Ôi trời, nó nằm trên này quá chừng hoa luôn. Cái này chừng dài lá là dài cái bông này chị có hái không? Không không đâu chị hái em không biết nấu chị nha, có hái nấu xong leo chị nha. Dạ đâu biết hái
ra chợ nhiều lắm. Ngày nào thì mỗi ngày á. Mỗi ngày nó mổ ra. Nó nấu mà nấu gà đó chị, gà xả dạ. Mướp với lại dầm tơi ngon lắm. Dạ. Có trái này chị, con nhìn thấy mê không? Trái. Cái chậu đó mà mình không ngờ trái quá trời hết chị nha. Dạ. Ok. Tốt đi sợ. Trong chậu đó. Đều đều không? Hai chị em ra cắt mướp. Rồi xong hết chặng mướp. Chắc là có dạ nghĩ hơi rất già ông chửi. Em một hôm là trái chị trái này cũng trái mướp hượt được nha. Một bữa anh Thiên nhờ ông hái dùm không à, cao quá cắt không tới, chắc là phải bắt cái ghế. Ê, đang cho mút kia bên này đó, tại mình cao quá. Cao quá chị, cao cắt của lùng nữa. Giờ mình cắt không rồi phải bắt ghế cắt này có mấy chị đẹp xuống cắt mướp phụ luôn. Kéo đâu rồi chị? Kéo luôn. Đây này chị. Nói sao đi cắt được cái trái mướp này. Leo thùng. Trái này luôn hả chị? Cái dạ, này nha. Dạ. Ok. Bên đây trái nữa nè chị. Dạ. Cắt hết rồi chị. Bên này quận lắm sao không ra cắt nó giả trơn rồi nè. Đó trái này cắt đi chị, non non. Trái này non thôi. Cái để dành vài bữa nữa cắt thôi. Cái này thôi. Cái này nó nhỏ nhưng mà nó già rồi cũng phải cắt. Trời ơi, thôi, nó chắc là đi cắt chứ ngon nó cho chị đi. Kệ nó. Cái này cắt bỏ đi để nó ăn không. Cái này là chị. Bỏ đi, cắt lại cái này cho chị. Thôi, để vài bữa nữa cho nó bự. Cái này, cái này cũng sắp già luôn rồi nè. Hay già, cái này bự quá trời bự luôn. Trời ơi, trọng gì sao mà nó tốt dữ vậy tôi nè. Ba trời luôn. Đây. Ây dạ. Đây một trái nữa. Ô, bữa nay có mấy chị đẹp xuống chơi vui quá. Đi cắt, đi ra vườn cắt mướp, cắt bầu. Chị nhìn cái cây bưởi không kìa, đó. Quá trời trái luôn. Đó, trái gì nè. Rồi chồng sao mà khéo dữ, không biết trong chậu mà trái vậy đó. Trái, nó còn ngon mà nó bự gì mất, nó còn bự nữa chứ ha. Dạ. Quá trời trái luôn. Trái quá trời trái. Em ham gì đó, em trồng chậu không đó chị nha. Đây, trái mướp nữa nè chị, trái này con phải cắt luôn nè. Dạ. Màu mướp nó mau bự, nó mau già lắm. Cái thương không ôm gì nè, cho nhỏ ôm gì nè, còn xanh nhỏ, nhỏ làm gì được đi. Trời đất ơi. Đây, 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 cục cưng, đây, cục cưng. À nè, con thấy nhỏ thấy thương không? Cho nhỏ ôm vậy đó. Rồi, cắt nó vô trái nè, trái nè, ôm. Cho nhỏ ôm vậy đó. Ôi, chị ơi, cắt mà cắt luôn. Bỏ không anh? Dạ, cắt bỏ đi. Chứ mẹ giống cũng nhiều rồi. Lấy cái mướp ở nhà mình cũng cắt bỏ để nuôi mấy trái khác á. Mình đâu có xài đâu. Cái này là bỏ không ăn được nè. Mướp không là hay sao rồi già hết trơn. Đang trái mà không hay. Đồ đắng bữa nay đem ra đây trồng nó sống rồi nha. Đó. Bữa hôm mới cắt nè. Nay chắc cỡ khoảng 3-4 ngày gì đó. Mới trồng xuống đây 3-4 ngày đó vậy. Nó tỉnh hết đây nè. Sống nè. Còn con cũng tốt quá, trời tốt luôn. Nhìn là nó nghe nó coi là cái chất lượng biết xấu rồi. Cho nên nó từ chối đúng không? Dạ biết. Mà tại vì có mấy cái, hai mấy cong để bây chị cũng dặn đi. Uống nước mình gom, nhưng mà cái này nó tàn mà phải không? Ba chị em ra hái. Chị hái bữa nay chỉ gom gom lại, cái lâu lâu cái mình cũng mình gom của chị á. Tưởng cuối mùa không có là chị hái lưng con quá trời một đống luôn. Đó chị thấy cái trái nó mướt rồi không, nó nằm ở trên cái thùng đó. Phải có một cái rồi nữa nè. À cái thang nè. Rồi cái thang này là cái thang này nè. Leo. Leo cho mấy nhà mới chịu ha. Cái nắp này tiếp tục phải không chị? Được, chị không sao thì không leo được. Em không biết sao chứ chị, chắc không leo.
chiến lợi phẩm rồi kìa. Đó. À. Bập luôn. Chị thấy nó nứt ở đâu rồi chị em? Hai chị em leo xuống đây được không? Thôi cháy rồi. Cháy rồi đây chết. Kể các đại nha. Trong leo lên nó cực lắm. Ở đi xuống đây. Đây, cháy. Tại vì bầu cuối cùng rồi. Cuối mùa mà về là quá nhiều luôn. Đang trên độ cao nha. Đang đi máy bay. Đang trên nóc nhà. Đang đi máy bay, hai chị em đang đi máy bay. Hai bầu. Ông tịch leo lên nóc nhà hái được hai trái bầu. Quay ba người coi. Trời ơi. Đây lâu quá không dám ăn lỗ lỗ cái mặt vô. Cho đội nón vô cái để đầu tóc phù xù à. Người họ. Người. Này ba chị em uống xem được mất cổ này về nha bà chủ. Ba chị đẹp đây. Thấy chưa mút gì. Trời ơi người đẹp mà trồng trái cây nó cũng đẹp rồi coi nè. Cái nào cái đấy coi nè, chồng bầu nó cũng giống chủ đó nè, đó bầu giống chủ ra chưa đó, đây là cái bầu là trắng mướt luôn. Lâu lâu xuống là gom về có nhiều vườn đấy hái hết để mình hái mấy cái bầu ở đây luôn chị. Hôm nay Loan cùng với hai chị bạn là đi thu hoạch bầu kiếm mướp. Loan cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đi thu hoạch cùng với gia đình